Lại cùng cổ vũ cho Thiên Phúc ạ. Những câu hỏi chúng tôi dành cho Thiên Phúc như sau. Quá trình không ngừng cung cấp oxy cho các tế bào của cơ thể và loại carbonic. Đúng là như vậy. Lời nhận xét sau là về nhà văn nào trên hội thảo đàn hôm nay? Tạt à, chính xác. Tiến sĩ nào thời hậu Lê là người góp công khởi thảo? Hồ Sĩ Liêm. Đúng là như vậy. Thành phố trực thuộc trung ương nào là một trong những trung tâm kinh tế? Chính xác. Mỗi vận động viên nhảy sào sẽ được nhảy tối đa mấy lần? Chính xác. Câu chuyện tình yêu của Romeo và Juliet. Chúc mừng bạn. Mecca là thánh địa Hồi giáo. Chính xác. Cửa thoát hiểm ra các cầu thang thoát hiểm bên trong tòa nhà. Chính xác. What is the name? Tông bắt. Đúng là như vậy. Nguyên tử hóa học là những nguyên tử có cùng? Số proton. Chính xác. Của hai tập hợp A và B là tập hợp bao gồm tất cả các phần tử thuộc A. Sao? Chất rắn không có hình dạng. Chất rắn không có hình dạng. Vô định hình. Vâng. Đúng rồi. Vâng, chúng ta đã vừa được chứng kiến một phần thi khởi động như quát vào mặt nhau. Tôi cũng đang cố, những cái câu cuối là cũng đang cố để thách lại vào mặt bạn Thiên Phúc đấy ạ.